Lại nói, việc chém giết trên chiến trường vốn không nên bình tĩnh. Hơn nữa giờ phút này có vô số tu sĩ đang chém giết. Sự bi tráng đã đạt tới một mức độ mà dường như mấy vạn năm qua chưa từng có. Ngay cả trận chiến giữa La Thiên và Liên Minh năm đó cũng không thể trong thời gian ngắn mà đạt tới mức độ như vậy được. Nhưng lúc này thì một câu nói của Vương Lâm cũng khiến cho toàn bộ chiến trường, ít nhất là cũng trong phạm vi gần Vương Lâm, lập tức đều trở nên yên tĩnh. Sự hùng mạnh của thân thể Vương Lâm đã mang tới cho mấy vạn tu sĩ vừa rồi ra tay một sự công kích và sự chấn động không thể nào hình dung nổi. Ánh mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ quả thực vô cùng hoảng sợ. Bọn họ không thể hiểu nổi Vương Lâm rốt cuộc là loại tu sĩ gì, không ngờ lại có thân thể hùng mạnh đến như vậy. Thân thể hùng mạnh này trong thời gian ngắn, dưới sự tấn công của cơn cuồng phong cuồng lộ như vậy mà cũng không chết, đã lập tức khiến cho mấy vạn tu sĩ chấn động, đều điên cuồng lùi về phía sau. Bọn họ lùi về phía sau khiến cho tu sĩ Vân Hải hô lên vui mừng và phấn chấn. Cảnh tượng này giống như là một sự kích động mạnh mẽ đánh vào trong tâm thần của những tu sĩ của Vân Hải. Vân Hải vinh quang, phong tôn vinh quang. Vân Hải vinh quang, phong tôn vô địch, vô địch. Những tiếng hoan hô vang lên kinh thiên. Lúc này mỗi một tu sĩ Vân Hải đều ngóng chờ Vương Lâm đi ra khỏi cơn cuồng phong, để theo sau hắn mà tiếp tục không ngừng chém giết tu sĩ của ngoại giới. Vương Lâm đi ra khỏi cơn cuồng phong, ánh mắt hắn lộ ra sát khí nồng đậm, giơ tay phải lên vung về phía trước. Cơn cuồng phong này lập tức hóa thành một lực xung kích hướng về bốn phương tám hướng mà tản đi. Vương Lâm hướng về phía trước trực tiếp bước đi, hư hỏa tràn ngập, lôi đình gào rít lao thẳng tới những tu sĩ ở xung quanh. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, chiến tranh lại tiếp tục. Quả thực thì trong trận chém giết không ngừng nghỉ này, Vương Lâm đã mệt mỏi không thể chịu đựng nổi. Thương thế của hắn vượt xa so với cả vẻ bề ngoài. Vừa rồi bị thần thông của vạn người tấn công, ngay cả tốc độ khôi phục của thất tinh cổ thần dường như cũng không theo kịp trận chiến đang ngày càng kịch liệt này. Hắn giết đỏ cả mắt. Hắn biết rõ trận chiến này một khi còn chưa kết thúc thì hắn vẫn chưa thể lùi lại. Vừa Lâm đi ra đã cổ vũ cho những tu sĩ Vân Hải, mặc dù lúc này đã bị thương hết sức là thê thảm, nhưng mà vẫn tiếp tục triển khai phản kích điên cuồng. Hơn nữa trận pháp do Hồng Sam Tử truyền cho trong khi mà chuẩn bị cho trận chiến trước kia đã khắc sâu vào trong tâm thần bọn họ. Lúc này gần 3 vạn tu sĩ của Vân Hải nhất tề bày trận, nhanh chóng liều chết để bày trận. Lại một sự trùng hợp nữa. Hai lần thì cũng có thể nói là trùng hợp, nhưng mà đến 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần thì không nên gọi là trùng hợp nữa. Trận pháp cải tiến của Vân Hải này thủy chung vẫn không thể bày ra được, cho dù thêm nhiều người chết nữa thì cũng không thể thành công. Những ánh mắt hung hãn của tu sĩ ngoại giới, mặc dù bởi vì sự xuất hiện của Vương Lâm mà có một bộ phận hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng mà vẫn càng có nhiều tu sĩ giới ngoại sát khí ngập trời từ bên ngoài phong giới đại trận không ngừng mà nhảy vào, dường như số lượng là vô hạn. Toàn bộ những chuyện này đều do một người, chính là Vân Lạc Đại Ti. Vân Lạc Đại Ti ở sâu trong đám tu sĩ ở giới ngoại, xung quanh nàng được rất nhiều người bảo vệ, đang giơ tay bấm quyết, trong mắt hiện lên một vẻ sai khiến, đưa tay lên chỉ về phía đằng xa. Từng mệnh lệnh được trực tiếp truyền ra, điều khiển toàn bộ đại quân phân ra làm bốn hướng, xông về phía tu sĩ của Vân Hải. Dưới sự điều khiển của nàng, đại quân của giới ngoại này giống như là có linh hồn vậy, tràn đầy sự linh hoạt. Vân Lạc Đại Ti không ngừng điều khiển, dường như nàng biết được tất cả tiên cơ, khiến cho tu sĩ của Vân Hải thì chung không thể bố trí được trận pháp giết địch. Mỗi một trận pháp sắp sửa được bày ra dưới một cái chỉ tay này của Vân Lạc Đại Ti thì liền sẽ có rất nhiều tu sĩ của giới ngoại dữ tợn mà lao tới ngăn cản trận pháp hình thành. Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía của Vân Lạc Đại Ti, còn có Hồng Sam Tử đang giao chiến với cả năm cao thủ bước thứ ba, tu vi đã đạt tới không huyền trung kỳ, chỉ còn cách hậu kỳ có nửa bước thôi. Nhưng mà đối mặt với cả năm cao thủ bước thứ ba thì lão ta vẫn hoàn toàn chiếm được ưu thế, tuy vậy nhưng mà tạm thời cũng bị cầm chân. Tất cả những cao thủ bước thứ ba không có một ai tới quấy nhiễu Vương Lâm hay ngăn cản Nam Vân Tử sửa chữa phong giới đại trận cả. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại thì trong mắt của Hồng Sam Tử lóe lên sát khí, vung tay áo lên, bên ngoài thân thể của lão lập tức tràn ngập mây đỏ quần quận, quấn lấy năm cao thủ bước thứ ba ở ngoại giới đang khổ cực giao chiến với lão, rồi cất bước lao thẳng về phía của Vân Lạc Đại Thi kia.
Hồng Giam Tử đột nhiên hành động, bỏ qua năm cao thủ bước thứ ba, nhanh chóng phá khai tinh không xuất hiện ở bên ngoài phong giới đại trận, đang định là lao tớ vào Vân Lạc Đại Ti. Đám tu sĩ ở bên cạnh Vân Lạc Đại Ti sắc mặt đều đại biến, bắt đầu hành động. Chỉ có Vân Lạc Đại Ti là thần sắc vẫn như thường, trong mắt còn hiện lên một vẻ trào phúng. Vân Lạc Đại Ti tâm cao khí ngạo, nhìn đám tu sĩ giới nội, ngoại trừ ba người thì không còn có người nào có thể lọt vào mắt của nàng. Ngay cả Hồng Sam Tử này cũng chẳng được. Nàng ta chính là đang chờ Hồng Sam Tử này hoặc là Nam Vân Tử đến đây. Ngay khi mà Hồng Sam Tử tới gần thì phong giới đại trận ầm ầm chấn động. Chỉ thấy từng đạo hàn khí nhanh chóng lao ra hướng về phía giới nội điên cuồng mà bao phủ. Giới hàn khí này, 9 tu chân tinh bị đóng băng trong thái cổ tinh thần đột nhiên run lên. Đồng tử ở bên trong khóe miệng lộ ra một vẻ mỉm cười, thân thể bước về phía trước. Thứ cử động không phải là của thân thể đồng tử này, mà là tảng băng khổng lồ kia. Tảng băng này ầm ầm run lên, trực tiếp biến mất không thấy. Ngay khi mà nó biến mất, đột nhiên lại xuất hiện ở bên ngoài phong giới đại trận, lao thẳng vào trong lỗ hồng. Hồng Sam Tử đang định lao vào tấn công Vân Lạc Đại Thi, đột nhiên hàn khí từ bên trong lỗ hồng tràn ra, cả đại trận ầm ầm chấn động. Chỉ thấy tảng băng khổng lồ kia trực tiếp phá tan phong giới đại trận, lại mở ra một lỗ hồng rất là lớn, đồng thời tiến vào trong giới nội. Ngay khi mà tảng băng này tiến vào trong giới nội thì lập tức vỡ tan hóa thành vô số mảnh, tạo nên một cơn cuồng phong hàn băng không cách nào hình dung được, mà lao thẳng tới 3 vạn tu sĩ của giới nội. Cùng với lúc đó, đồng tử bên trong tảng băng vừa vỡ kia, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, từng bước tới gần Hồng Sam Tử. "Ngươi và ta sẽ tái chiến một phen, hãy đưa bổn tôn của ngươi ra đây, chỉ là một phân thân, lão phu không hứng đánh." Thanh âm lạnh như băng kia truyền ra, đồng tử kia đã tới gần Hồng Sam Tử rồi. Hồng Sam Tử nghe vậy thần sắc cực kỳ ngưng trọng, nhưng mà không hề mở miệng, mà đi về phía sau, trực tiếp xuất hiện ở trong cơn cuồng phong đang thổi tới những tu sĩ Vân Hải, vung tay áo lên, lập tức thì đập tan cơn cuồng phong này. Ngay lúc mà cơn cuồng phong này bị đánh tan, sắc mặt Hồng Sam Tử đột nhiên đại biến. Chỉ thấy ở bên trong cơn cuồng phong kia hiện ra một cái bóng màu đỏ. Cái bóng màu đỏ này vặn vẹo, ngay khi vừa xuất hiện đã ở cách Hồng Sam Tử chưa tới 10 trượng, với một tốc độ nhanh tới khó tin, trực tiếp va vào Hồng Sam Tử. Trong tiếng cười nhẹ, cái bóng màu họ hồng kia biến thành một nữ tử áo đỏ. Nữ tử này không ngờ lại là một trong những tiên phi đã lấy 3 giọt máu bổn mệnh để hóa thành tam đầu quỷ ảnh. Hồng Sam Tử sắc mặt thái nhợt, thân thể lùi lại phía sau mấy bước, trên ngực bất ngờ xuất hiện một vết máu. Vết máu này có hình dạng giống như là đầu quỷ dữ tợn khuếch tán ra vậy. Hồng Sam Tử nhìn chăm chăm vào đồng tử hàn băng cùng với cả nữ tử áo đỏ kia. Cơn cuồng phong hàn băng bị Hồng Sam Tử đánh tan kia, vì nữ tử áo đỏ này xuất hiện mà vẫn chưa tan rã hoàn toàn, dư lực với tốc độ cực nhanh mà trực tiếp quét tới những tu sĩ Vân Hải. Cuồng phong quét qua, từng trận tiếng răng rắc vang lên kinh thiên động địa. Chỉ thấy toàn bộ tu sĩ Vân Hải thân thể lập tức nổi lên xương lạnh, trong phút chốc thì bị đóng băng ầm ầm mà tan vỡ. Trong nháy mắt đã có gần 1 vạn tu sĩ Vân Hải đồng loạt tử vong. Gần 1 vạn tu sĩ tử vong này khiến cho những tu sĩ Vân Hải bên cạnh vô cùng hoảng sợ. Đứng trước sự tử vong này, đứng trước cái chết vô cùng đơn giản này, sự vinh quang của bọn họ cũng bị dao động. Hơn nữa, vì một câu nói của nữ tử áo đỏ này mà sự vinh quang vốn đã dao động liền giống như trời sập, xuất hiện sự sụp đổ. Nhà đầu Vân Lạc kia đã sớm đoán được hết thảy, lần này khai chiến chính là để giết ngươi cùng với cả Nam Vân Tử kia. Đồng tử Hàn Băng đoán được ngươi sẽ vì cứu những con kiến của Vân Hải mà ngăn cản cơn cuồng phong Hàn Băng này. Và Vân Lạc cũng đoán được, trong lúc nguy cấp, ngươi không thể nhìn ra ta đang ẩn mình bên trong, cho ngươi một đòn chí mạng. Một câu nói này của nữ tử khiến cho ánh mắt của những tu sĩ Vân Hải lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tất cả những hành động của bọn họ đều nằm trong kế hoạch của đối phương, vinh quang của bọn họ có đáng là gì chứ? Giờ đây ngay cả Hồng Sam Tử kia cũng mắc mưu, thì bọn họ lấy cái gì ra để mà duy trì sự vinh quang của mình, lấy cái gì ra để mà tiếp tục chiến đấu? Ngay khi mà sự vinh quang này sụp đổ,
Vẻ trào phúng trong mắt của Vân Lạc Đại Đi càng đậm. Giơ tay phải lên chỉ. Dưới mệnh lệnh này, tu sĩ giới ngoại triển khai một trận quyết chiến. Vô số tu sĩ giới ngoại nhe răng và cười, sau đó lao thẳng tới, chém giết những tu sĩ Vân Hải đã mất đi vinh quang kia. Tử vong thê thảm. Trong tiếng cười, nữ tử áo đỏ kia không hề để tới Hồng Sam Tử, mà đi thẳng tới Nam Vân Tử, thần sắc đang âm trầm, đang sửa chữa phong giới đại trận. Mắt thấy nàng sắp sửa tới gần, Nam Vân Tử thở dài, bỏ qua việc sửa chữa, xoay người cùng với cả Linh Động và Chu Cần nghênh chiến tiên phi này. Đồng tử Hàn Băng thần sắc lạnh lùng, không cho Hồng Sam Tử có cơ hội trị thương, toàn thân như một tảng Hàn Băng vạn cổ không tan, bay thẳng tới Hồng Sam Tử, cùng với năm cao thủ bước thứ ba kia liên thủ tấn công Hồng Sam Tử. Quả thực thì màn nghịch chuyển này đã chấn động tinh không ở trong Vân Hải. Nơi này nếu không có quân tiếp viện thì chắc chắn sẽ thất bại. Đại quân thứ ba của giới ngoại Thái Cổ Tinh Thần, hơn 10 bộ lạc bao gồm 6 vạn tu sĩ, nhất tề xếp hàng lao thẳng tới phong giới đại trận. Vương Lâm, hắn nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Trong lúc trầm mặc, thân thể lùi lại phía sau, cho đến khi mà lui về phía trước những tu sĩ Vân Hải, ánh mắt quán liền lộ ra chiến ý ngập trời. Trong sự tuyệt vọng của những tu sĩ Vân Hải này, thét lên một tiếng kinh thiên động địa. Một câu nói, mặc dù vang lên rung trời, chấn động tinh không, nhưng cũng không thể khôi phục lại được sự vinh quang đã sụp đổ kia, không khôi phục lại được khát vọng sống đã tuyệt vọng kia. Dưới sự tấn công của tu sĩ giới ngoại, tu sĩ Vân Hải chỉ còn lại không tới một vạn, vẫn đang không ngừng tử vong lùi lại phía sau. Hết thảy những người này đến người khác đều lùi lại, như thế thủy triều mà rút, ầm ầm mà tản ra. Tất cả những tu sĩ Vân Hải trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhìn đám tu sĩ giới ngoại đông gấp mấy lần mình, như thể là vô tận, bọn họ đã không còn dũng khí để mà tiếp tục chiến đấu nữa. Bọn họ càng lùi bước, càng làm tăng thêm sự hung ác của giới ngoại. Những tiếng cười nhe răng điên cuồng truyền khắp bốn phía, truyền vào trong tai tất cả những tu sĩ Vân Hải. Nhưng bọn họ vẫn tiếp tục lùi lại. Có rất ít người là không sợ chết. Bọn họ quả thật rất sợ. Sợ. Vân Hải đã không còn giữ được nữa rồi. Chiến đấu tới chết ở chỗ này không bằng giữ lại tính mạng. Trận này thì vẫn còn chưa kết thúc. Cho dù trận này bại, nhưng nếu ta đi tới những tinh vực khác thì vẫn còn cơ hội tái chiến. Thế là đủ loại suy nghĩ như vậy hiện lên trong đầu mỗi một tu sĩ Vân Hải, vì bọn họ đã tìm được đủ loại lý do để mà lùi về phía sau, khiến cho tốc độ bọn họ lùi về phía sau lại càng nhanh hơn. Hồng Sam Tử không hề lùi lại. Lão tử chiến cùng với cả 6 cao thủ bước thứ 3. Lão hiểu mình quyết không thể lùi lại. Những tu sĩ kia sợ chết, lùi bước là chuyện lão không thể ngăn cản. Nhưng lão là cao thủ của giới nội. Nếu như lão lùi lại, thì trận chiến này sẽ thật sự là thất bại hoàn toàn. Trận chiến này thất bại, đối với cả giới nội thì vẫn chưa chuẩn bị tốt mà nói là một đòn cực kỳ là nghiêm trọng, khiến cho giới nội không còn sức mạnh để tái chiến. Nam Vân Tử cũng không lùi lại. Hắn cả đời tuy ít nói, nhưng mà vô cùng trọng nghĩa. Năm đó, Phong Tôn đối với cả hắn có đại ân, nên hắn phải báo đáp. Giới nội là nhà của hắn, hắn phải bảo vệ. Hắn thân là cao thủ của giới nội, hắn không có lý do gì để lùi bước. Giờ đây trong lúc trầm mặc, ánh mắt của Nam Vân Tử lóe lên chiến ý. Trong khi đó, gần một vạn tu sĩ Vân Hải đang lùi lại. Tu sĩ giới ngoại điên cuồng cứ thế lao tới, nhưng mà một đàn sói xông vào đàn dê, điên cuồng chém giết. Trong những tiếng gào thét thê lương, gần một vạn tu sĩ này đã không còn một chút vinh quang nào nữa. Bọn họ đã tử vong mất mấy ngàn rồi. Chỉ có một người không hề lùi lại. Đó chính là Vương Lâm. Hắn không mở miệng nói một câu nào, mà ngẩng đầu. Ánh mắt hắn lộ ra một vẻ kiên định, cất bước đi thẳng tới đám tu sĩ giới ngoại đang đuổi theo những tu sĩ Vân Hải đang lùi lại kia. Mỗi một bước của Vương Lâm đều có tiếng ầm ầm vang vọng. Trong nháy mắt Vương Lâm đã tới, vung tay phải, lưu đình nổi lên ầm ầm. Chỉ thấy ở giữa tinh không lập tức hiện lên lôi đồ khổng lồ. Ngay khi lôi đồ này xuất hiện, Vương Lâm giơ tay phải hướng về phía tinh không kéo một cái. Thái cổ lôi giới, mở! Tinh không ầm vang, bên trong lôi đồ một cái khe rất là lớn trực tiếp được mở ra. Một luồng khí tức hỗn tạp lao ra. Một tiếng rít gào của thái cổ lôi long trực tiếp truyền ra. Chỉ thấy có vài con thái cổ lôi long từ trong cái khe nhỏ kia thò đầu ra,
dung nhập vào trong lôi đồ mở miệng ra, liền có những tia chớp vô tận ầm ầm giáng xuống. Mỗi một tia chớp đều to chừng khoảng 10 trượng. Sau khi được Vương Lâm xuất ra toàn bộ lôi đỉnh bổn nguyên, điên cuồng mà giáng xuống. Cơn lốc lửa cũng bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành một cơn lốc xoáy. Bên trong còn có chu tước nhảy múa, trong những tiếng kêu bén nhọn lao thẳng tới những tu sĩ của giới ngoại. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, những tiếng nổ kia rất là lớn khiến cho tinh không chấn động. Sức mạnh của một người ngăn cản đại quân giới ngoại truy kích, sức mạnh của một người khiến cho cả đại quân này dừng lại ngay tại chỗ. Cảnh tượng này từ xa nhìn lại, đủ để khiến cho tất cả những tu sĩ chấn động tâm thần. Tinh không như thể bị tách ra vậy. Một bên là mấy ngàn tu sĩ Vân Hải đang tuyệt vọng lùi lại, một bên là đại quân mấy vạn người của giới ngoại. Ở chính giữa là Vương Lâm. Ở chính giữa tinh không này có một lôi đồ gào thét. Ở chính giữa tinh không này, bên ngoài thân thể Vương Lâm có một ngọn lửa chín màu cấp tốc xoay tròn. Vương Lâm đang quay lưng về phía mấy ngàn tu sĩ Vân Hải, hướng về phía vô số tu sĩ ở phía trước. Thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó, lạnh lùng mà nhìn lại. Một mình hắn khiến cho cả đại quân giới ngoại kia không dám tiến lên nửa bước. Sau khi trầm mặc ít lâu, trong đại quân của giới ngoại kia bộc phát ra từng trận tiếng gầm kinh thiên, nhất tề liều lên sống chết. Vô Lâm không nói một câu, giơ tay phải lên, huyết kiếm hiện ra, bị hắn nắm chặt trong tay, vung tay phải nhìn chằm chằm phía trước. Từng bước mà đi tới, lô đỉnh cũng ầm ầm nổi lên, cơn lốc lửa cũng xoay tròn quanh thân thể. Ngay khi những tu sĩ giới ngoại kia tới gần, thì lập tức liền có hơn 1.000 người bị hư hỏa thiêu đốt, kêu lên thảm thiết lùi về phía sau. Lại còn có gần 1.000 người bị lôi đỉnh giáng xuống, thân thể tan vỡ. Nhưng những tu sĩ này thật sự quá đông, trong đó lại có rất nhiều tu sĩ đại thần thông. Còn Vương Lâm thì vẫn chưa đạt tới bước thứ 3. Cho dù hắn có đạt tới bước thứ 3 đi nữa, thì đối mặt với cả hơn 10 vạn tu sĩ này, hắn cũng không có cách gì để mà đối phó. Một cơn cuồng phong được thần thông của những tu sĩ giới ngoại này dung hợp thành mà lao thẳng tới Vương Lâm. Đây là một trận tử chiến. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, không hề lùi lại phía sau nửa bước mà hướng về phía trước không ngừng chém giết. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, quần áo màu trắng giờ đây đã bị nhuốm thành màu đỏ máu. Hai mắt hắn đã tràn ngập màu máu, vẻ mặt hắn đã lộ ra vẻ vô cùng mệt mỏi. Nguyên lực của hắn đã bắt đầu cạn kiệt, cổ thần lực dường như cũng không đủ, thân thể hắn bị thương càng ngày càng nặng. Những vết thương dường như đã lan ra khắp toàn thân của hắn. Nhưng chết ở trong tay những tu sĩ giới ngoại cũng là điều không thể đoán trước được. Vô Lâm cũng không suy nghĩ đến những chuyện đó. Lúc này hắn chỉ biết có duy nhất một chuyện, đó là hắn không thể tìm được một lý do gì khiến cho mình có thể an tâm rời khỏi. Trọng trách của Phong Tôn, những ân tình của giới nội, quê hương nơi hắn trưởng thành, hết thảy những điều này khiến cho hắn không thể lùi lại được. Hai mắt hắn đỏ bừng bừng, khiến cho thế giới ở trước mặt Vương Lâm cũng trở nên đỏ như máu. Trong trận giết chóc không ngừng nghỉ này, trước sức mạnh của một người ngăn cản bước chân của một đại quân, trong đám tu sĩ Vân Hải ở phía sau Vương Lâm đã có một người dừng chân lại. Hắn là một thanh niên bình thường thôi, một thanh niên mới chỉ đạt tới khuy nhất sơ kỳ. Hắn đã may mắn không bị chết ở trong trận đại chiến vừa rồi. Giờ đây hắn xoay người lại, ngơ ngác nhìn về phía sau Vương Lâm ở đằng xa kia. Nhìn bóng lưng Vương Lâm, nhìn vô số những tu sĩ ở phía trước dường như đang bị hai cánh tay khổng lồ ngăn cản. Tu sĩ chúng ta, tiếc gì mà không đánh một trận chứ. Cho lúc mà thanh niên này thì thào, sự vinh quang đã sụp đổ kia dường như có dấu hiệu thức tỉnh lại. Rồi lại có một tu sĩ Vân Hải khác dừng bước, không bỏ chạy nữa, mà yên lặng xoay người kinh ngạc nhìn bóng lưng Vương Lâm. Dần dần chiến ý trong mắt hắn thức tỉnh, hai mắt đỏ bừng, một sự điên cuồng từ tận đáy lòng bộc phát. Tu sĩ chúng ta, tiếc gì mà không đánh một trận. Thế là lại có rất nhiều tu sĩ Vân Hải không bỏ chạy nữa, mà quay đầu lại nhìn Vương Lâm. Từng câu thì thào trong khoảnh khắc này lộ ra một hương vị không thể nói rõ. Hương vị này có thể khiến cho nhiệt huyết của một người trở nên điên cuồng. Tu sĩ chúng ta, tiếc gì mà không đánh một trận. Tu sĩ chúng ta, tiếc gì mà không đánh một trận. Những tu sĩ Vân Hải dừng chân lại, cuối cùng mấy ngàn tu sĩ Vân Hải đang bỏ chạy như là chó nhà có tang, thì toàn bộ đều đã dừng lại,
nhìn Vương Lâm. Trong mắt bọn họ, câu nói vừa rồi của Vương Lâm gào thét lên lại một lần nữa hiện lên rõ trong tai bọn họ. Câu nói này mới vừa rồi truyền vào trong tai bọn họ không hề có một chút tác động nào, không thể kích động được tinh thần bọn họ một chút nào cả, không thể làm nổi lên một chút rung động. Nhưng tại giờ phút này, Vương Lâm dùng hành động quán để nói rõ cho tất cả những tu sĩ Vân Hải này biết tu sĩ chúng ta là thứ gì, tiếc gì mà không đánh một trận. Vân Hải vinh quang của bọn họ mặc dù đã sụp đổ, nhưng Vương Lâm đã cho bọn họ một sự vinh quang mới, một sự vinh quang trong chiến đấu, vì quê hương Vân Hải mà chiến đấu, vì tất cả những gì mà mình muốn bảo vệ mà chiến đấu. Ngay tại trong khoảnh khắc này thì khai thiên phủ khổng lồ trong phong giới đại trận lại một lần nữa giáng xuống. Trong tiếng ầm ầm, 5.000 tu sĩ giới ngoại đồng loạt tan vỡ mà chết. Cũng trong khoảnh khắc này, Vương Lâm ngẩng mạnh đầu nhìn chằm chằm khai thiên phủ kia. Trong mắt của mấy ngàn tu sĩ Vân Hải ở phía sau, cả người Vương Lâm xông tới. Phong tôn, hãy giúp ta. Tiếng thét của Vương Lâm truyền ra, trực tiếp truyền vào trong phong giới đại trận, truyền vào ngọc bội ở bên trong ánh sáng nhẹ nhàng đang vây khốn điện chủ của thiên phạt điện kia. Trong ngọc bội, thần thức của Phong Tôn để lại, như thể bộc phát ra một luồng sức mạnh cuối cùng trong sinh mệnh, vô biên mà truyền ra. Ánh sáng nhẹ nhàng kia trực tiếp dung nhập vào toàn bộ phong giới đại trận, theo phong giới đại trận trực tiếp mà nhập vào trong khai thiên phù vừa mới chém xuống đang chậm dần lại kia. Bị hào quang dung hợp này tràn ngập, khai thiên phù khổng lồ kia ầm ầm mà chấn động. Từ bên trong như thể truyền ra một sự vật lộn khủng khiếp, đối kháng với ánh sáng nhẹ nhàng kia. Nhưng theo ánh sáng này không ngừng mà mạnh mẽ nhập vào, trong từng trận tiếng ầm ầm truyền khắp tinh không, khai thiên phủ khổng lồ này dừng lại ở giữa không trung. Từng trận khí tức cổ thần từ bên trong nhanh chóng mà khuếch tán ra. Phong giới khai thiên phủ, xin mời người được truyền thừa của ta sử dụng nó. Một thanh âm già nua từ bên trong phong giới đại trận truyền ra, truyền vào trong tai tất cả những tu sĩ. Ánh mắt Nam Vân Tử lộ ra vẻ bi ai, hắn không thể nào quên được thanh âm này. Nữ tử áo đỏ đang giao chiến với hắn cũng biến sắc, trong mắt hiện lên một vẻ kiêng kỵ hiếm thấy. Những cảnh tượng năm đó trong ký ức lại một lần nữa tràn ngập trong tâm thần của nàng. Thần sắc Hồng Sam Tử thì rất là bình tĩnh, nhưng ngay khi mà âm thanh này vang lên, trong mắt cũng hiện lên vẻ hồi tưởng. Dường như lão đang nhớ về năm đó, cùng với Phong Tôn tính cách cố chấp to tiếng loạn đạo. Sự cổ hủ của đối phương khiến cho hắn vô cùng khó chịu, nhưng Phong Tôn kia thủy chung vẫn chỉ mỉm cười lắc đầu không nói. Đồng tử Hàn Y cũng nghe thấy thanh âm này, trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Người mắn cả đời này sợ nhất không phải là trưởng tôn của giới ngoại, cũng không phải là tiên phi, mà là Phong Tôn này đây. Giờ đây dưới thanh âm già nua này, khai thiên phủ ngừng dãy giụa, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng thì biến thành to chưa tới vài trượng, nhưng mà khí tức cổ thần trên đó cũng điên cuồng tăng lên gấp bội. Võ Lâm nhảy lên, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, nắm lấy khai thiên phủ này. Đây là một kiện pháp khí cổ đại, đây là một thanh vũ khí mạnh nhất trong vương tộc, đây là khai thiên phủ. Và ngay khi nắm lấy chiếc búa này thì tinh điểm cổ thần trên mi tâm Vương Lâm ầm ầm xoay tròn. Một khí thế có thể so với cả lúc nhận truyền thừa của đạo cổ từ trên người Vương Lâm giờ đây nhanh chóng bộc phát mà ra. Vô số năm qua từ sau khi nó dung nhập vào trong phong giới đại trận, Vương Lâm chính là người đầu tiên cầm lấy khai thiên phủ của cổ thần này. Lại nói vào lúc này, sau khi mà cầm lấy khai thiên phủ, một luồng cổ thần lực vô biên từ tay phải của Vương Lâm điên cuồng nhập vào trong cơ thể, đi thẳng tới mi tâm, chảy vào trong tinh điểm thứ 8 mới chỉ là một vòng xoáy vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Luồng cổ thần này kinh thiên động địa chảy vào, vòng xoáy tinh điểm thứ 8 của Vương Lâm lập tức bành trướng, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Tu sĩ chúng ta ngại gì một trận chiến? Tiếng hô của Vương Lâm như sấm, trong khi thanh âm của hắn vang vọng, mấy ngàn tu sĩ ở phía sau hắn tất cả đã hoàn toàn trở nên điên cuồng. Tu sĩ chúng ta thiếc gì một trận chiến? Đây không phải là thanh âm của một mình Vương Lâm, mà là mấy ngàn tu sĩ này đồng loạt gào thét lên. Giờ phút này bọn họ đã quên cả sống chết, quên hết thảy mọi thứ, lúc này bọn họ chỉ có chiến ý ngập trời mà thôi. Vương Lâm đứng ở giữa tinh không, ở phía trên mấy vạn người, hắn quay đầu nhìn mấy ngàn tu sĩ đang nhiệt huyết sôi trào ở phía sau mình.
Các ngươi có muốn theo ta liều chết không? Câu nói này làm dấy lên một cơn cuồng phong truyền vào trong tai mấy ngàn tu sĩ Vân Hải, khiến cho bọn họ phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa. Thanh âm này truyền vào trong tai vô số tu sĩ giới ngoại kia, khiến cho bọn tu sĩ giới ngoại tâm thần đều run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra một vẻ hoảng sợ vô cùng. Ánh mắt này có lẽ từ rất lâu trước, trong trận đại chiến phong giới lần thứ hai năm đó, cũng là ánh mắt của tổ tiên bọn họ nhìn một người khác. Đó là ánh mắt của chủ nhân phong giới năm đó. Giờ đây Vương Lâm ánh mắt như điện, quay đầu nước mắt nhìn về phía Vân Lạc Đại Ti được vô số tu sĩ bảo vệ ở đằng xa. Trong mắt lóe lên sát khí ngập trời. Việc mà Hồng Sam Tử bị ngăn cản không thể làm được, hiện giờ Vương Lâm hắn muốn làm. Dưới ánh mắt của mấy ngàn tu sĩ Vân Hải ở phía sau, trước sự sợ hãi của hơn 10 vạn tu sĩ giới ngoại ở phía trước, Vương Lâm với một sát khí ngập trời từng bước tiến về phía trước. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng. Thanh âm kinh thiên động địa này là một tiếng giống của cổ thần. Dưới tiếng giống này, tinh không run rẩy. Một khí thế không thể nào hình dung được từ trên người Vương Lâm bộc phát mà ra, dung nhập vào trong tiếng giống giận này. Dưới một tiếng giống này, rất nhiều tu sĩ giới ngoại phía trước sắc mặt đại biến, toàn bộ lùi về phía sau. Một sự chấn động từ trong tận đáy lòng khiến cho bọn họ dâng lên một cảm giác sợ hãi vô tận. Dường như vào lúc này Vương Lâm cầm trong tay khai thiên phù, là một người bất khả chiến bại. Trên thân thể hắn có một chiến ý kinh thiên. Tất cả những người ngăn cản hắn ở dưới chiến ý này đều phải sụp đổ. Đi theo Vương Lâm còn có mấy ngàn tu sĩ điên cuồng kia nữa, bọn họ đã hành động. Mấy ngàn tu sĩ Vân Hải điên cuồng phóng về phía trước. Bọn họ đang liều chết. Tu sĩ Vân Hải có thể chết trận, nhưng quyết không thể bỏ chạy. Đây là một sự quyết tâm, là một ý chí, là một sự vinh quang. Sự vinh quang khi chết trên chiến trường. Sự vinh quang này đã truyền khắp toàn bộ giới nội, đi sâu vào trong lòng của mỗi một tu sĩ giới nội, làm bùng lên ngọn lửa chiến tranh điên cuồng. Như vậy, trong trận đại chiến mà hai bên chênh lệch nhau rất lớn này đã lóe lên một cơ hội chiến thắng. Trận chiến không biết sẽ kéo dài đến bao lâu này, hiện giờ mới chỉ là bắt đầu. Trong trận chiến này cuối cùng nếu giới nội thất bại, thì trong giới nội sau trận chiến này sẽ không còn một tu sĩ nào nữa. Đây mới thật sự là tử chiến. Trên đỉnh núi lạnh xa xôi, lửa hiệu cháy ngoài biên thủy đã tắt, chôn cất không có người thương tiếc. Vừa lầm xông ra nhảy vào trong đám tu sĩ giới ngoại xâm lược, giống như là một thanh kiếm sắc bén đâm tới, hướng về phía trước mà điên cuồng bước đi. Khai thiên phủ trong tay không hề được huy động, mà chỉ được cầm trong tay giơ lên thôi. Chỉ cần một luồng sát khí này thôi cũng đã đủ khiến cho những người ở phía trước không ai dám cản trở bước chân quán. Vân Lạc Đại Ti kia sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Nàng nhìn chằm chằm Vương Lâm ở đằng xa, giơ tay lên chỉ về phía trước. Dưới mệnh lệnh này, những tu sĩ giới ngoại đang lùi lại lập tức thì dữ tợn xông lên. Dường như chỉ có vẻ ngoài dữ tợn này mới có thể che lấp đi sự sợ hãi trong lòng bọn họ. Vương Lâm hai mắt đỏ bừng bừng, không ngừng mà xông tới. Một cơn cuồng phong vần quanh bên người hắn. Không ai có thể cản trở hắn, không ai dám cản trở hắn. Cản trở hắn, giết chết không tha. Giết! Những tu sĩ xông tới kia vừa mới xông lên liền lập tức tản ra, sự sợ hãi trong lòng bọn họ đã át đi vẻ ngoài dữ tợn. Hồng Sam Tử cùng với Nam Vân Tử kia đồng thời xuất hiện, ngăn cản bất cứ một cao thủ bước thứ ba nào rời khỏi. Nhưng đồng tử có hàn ý, đang đánh với cả Hồng Sam Tử kia tu vi vốn rất là cao thâm. Hơn nữa Hồng Sam Tử đã bị Tiên Phi đánh lén, lúc này lại đang bị thương, lại phải giao chiến với cả rất nhiều cao thủ bước thứ ba, nên với sức lực quán vào lúc này không thể cầm chân được tất cả mọi người. Lão Tổ Hòa Tức Tộc là người đầu tiên rời khỏi trận chiến với cả Hồng Sam Tử, mang theo một luồng sát khí, toàn thân có một ngọn lửa màu đen vườn quanh, lao thẳng tới Vương Lâm để ngăn cản. Cho lúc hắn tiến về phía trước, ấn ký Hòa Tức Tộc trên mi tâm lóe lên, trong tiếng ầm ầm hóa thành một cơn hỏa điều, con hỏa điêu màu đen rất là lớn. Con hỏa điều này thân thể khổng lồ bao phủ thân thể của Lão Tổ Hòa Tức Tộc vào bên trong. Ở trên con hỏa điều này còn có rất nhiều hương hỏa lực tràn ngập, khí thế như là cầu vồng. Lão Tổ Hòa Tức Tộc này xuyên qua từng tầng đại quân tu sĩ, lao thẳng tới Vương Lâm. Tiểu tạp chủng,
Người có chiếc búa kia thì đã sao chứ? Hãy xem lão phu giết người như giết chết một con chó như thế nào đây. Tốc độ hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã cách Phương Lâm chưa tới ngàn trượng. Từ xa nhìn lại thì con hỏa điểu màu đen kia hừng hực thiêu đốt. Từng trận hơi nóng phả vào mặt Phương Lâm, khoảng cách ngày càng gần. Phương Lâm đã đỏ mắt, trong lúc tiến nhanh về phía trước nhìn chằm chằm vào lão tổ của hỏa tức tộc kia, không nói một lời nào mà giơ mạnh khai thiên phủ trong tay phải lên. Những tinh điểm trên mi tâm quán nhanh chóng xoay tròn, từng trận cổ thần lực tràn ngập toàn thân. Ngay khi khai thiên phủ kia giơ lên, liền lập tức hướng về phía lão tổ hỏa tức tộc đang lao tới, chém xuống. Ai cản trở ta đều phải chết. Gầm lên kinh thiên, Vương Lâm nhảy lên. Khai thiên phủ kia trong tiếng ầm ầm hướng thẳng xuống phía dưới. Ở phía trước Vương Lâm hiện ra một phủ ảnh khổng lồ. Phủ ảnh này rất lớn, dường như có thể so sánh với cả linh hồn phong trận lúc trước. Lúc này ầm ầm xông ra, hướng về phía con hỏa điểu màu đen, trực tiếp chém xuống. Một búa này kinh thiên động địa, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Thậm chí cả Hồng Sam Tử và Nam Vân Tử đang giao chiến với rất nhiều cao thủ cũng phải liếc mắt mà nhìn. Càng không phải nói tới rất nhiều tu sĩ giới ngoại lúc này đang nhảy vào xâm lược giới nội. Bọn họ trong lúc sợ hãi nhất tề nhìn lại, ánh mắt đều lộ ra một vẻ kỳ vọng. Kỳ vọng lão tổ hỏa tức tộc có thể giết chết Vương Lâm, khiến cho Vương Lâm chết ở trước mặt bọn họ, chết ở trong mắt bọn họ. Chỉ có như vậy mới có thể xua tan đi sự sợ hãi tràn ngập trong lòng của những tu sĩ giới ngoại này. 3.000 tu sĩ Vân Hải ở phía sau lưng Vương Lâm đang xông tới liều chết cũng phải ngước mắt mà nhìn. Thần sắc bọn họ kích động, bọn họ không hề sợ sống chết. Chỉ cần Vương Lâm bị lão tổ hỏa tức tộc kia cản trở, hoặc là hai người này vì thế mà triển khai chém giết, cũng sẽ khiến cho khí thế vừa bùng lên của những tu sĩ Vân Hải này bị ảnh hưởng kịch liệt, tạo nên một khí thế không thể ngăn cản. Giờ đây Vương Lâm tạo nên một khí thế không thể ngăn cản, đầy sát khí. Trong lúc chém xuống, phù ảnh khổng lồ kia trong nháy mắt ầm ầm va chạm với cả con hỏa điểu màu đen. Ngọn lửa khắp toàn thân con hỏa điểu này điên cuồng mà thiêu đốt, hướng ra phía ngoài mạnh mẽ mà khuếch tán, muốn chống cự lại khai thiên phủ này. Nhưng chiếc búa này có tên là khai thiên. Trong tiếng ầm vang, ngọn lửa đang khuếch tán ra kia ầm ầm sụp đổ, không hề có một sức chống cự nào, bị phù ảnh khổng lồ kia xuyên thấu qua, chém thẳng xuống thân thể của con hỏa điểu kia. Trong tiếng ầm ầm, khoảnh khắc này chấn động tinh không, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ cảnh tượng xảy ra tiếp theo. Nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời bọn họ sẽ không thể nào quên được. Đó là sự kiêu ngạo của tu sĩ Vân Hải, là một cơn ác mộng tồn tại vĩnh viễn của tu sĩ giới ngoại tới xâm lược. Phù ảnh kia không hề dừng lại, mà trong tiếng ầm ầm kịch liệt chém lên thân thể con hỏa điểu kia. Một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm truyền vào trong tâm thần của tất cả các tu sĩ. Từ bên trong thân thể của con hỏa điểu này vang lên. Chỉ thấy thân thể con hỏa điểu màu đen kia bất ngờ bị khai thiên phủ trực tiếp xuyên thấu qua, đột nhiên tan vỡ, một phân thành hai, lộ ra lão tổ của hỏa tức tộc sắc mặt đang tái mét, thần sắc hoảng loạn ở trong thân thể của hỏa điểu. Hắn trơ mắt nhìn chiếc búa kia cùng với cả một khí thế mà hắn không thể chống cự được trực tiếp giáng xuống, giống như đã mất đi toàn bộ sức lực phản kích, khiến cho khai thiên phủ kia trực tiếp chém lên mi tâm của hắn. Tiếng ầm ầm vang vọng, một sức mạnh hủy diệt điên cuồng truyền vào trong mi tâm của lão tổ hỏa tức tộc. Mi tâm của hắn lập tức tuôn ra máu tươi, xuất hiện một vệt đỏ như máu. Vệt máu này không ngừng kéo dài ra, cuối cùng hướng về hai bên nhanh chóng rách ra, mang theo máu thịt phá vỡ tộc ấn của hắn, lộ ra hộp sọ bên dưới mi tâm của lão tổ hỏa tức tộc này. Hộp sọ quán lại tiếp tục bị nứt ra nữa, và một cái khe trực tiếp xuất hiện, nhanh chóng hướng về hai bên nứt toác ra, trong nháy mắt lộ ra bộ não trắng ẩn ở bên dưới hộp sọ. Phù ảnh lóe lên trực tiếp xông vào trong bộ não của hỏa tức tộc, của lão tổ hỏa tức tộc. Đột nhiên xuyên thấu mà qua, giống như chém vào một tảng đậu hũ vậy, tách ra làm đôi. Đồng thời phù ảnh này còn hung hăng giáng xuống, khiến cho cái đầu của lão tổ hỏa tức tộc này cũng bị chia làm hai phần. Trong tiếng răng rắc, dưới phù ảnh này, cổ ngực của lão tổ hỏa tức tộc toàn bộ tuôn ra máu tươi, bị chiếc búa này hoàn toàn xuyên thấu, trực tiếp đem người này chém ra làm đôi. Nguyên thần cũng chẳng thể chạy thoát, theo thân thể hắn bị chia làm hai nửa thì trực tiếp bị hủy diệt, tiêu tan ở giữa tinh không.
Hết thảy những chuyện này nói ra thì dài, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong cái nháy mắt. Trong nháy mắt đó, giết một cao thủ bước thứ ba trong nháy mắt thôi. Sau bố này, tinh không đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tu sĩ giới ngoại xâm lược ngơ ngác nhìn con hỏa điểu kia bị tiêu tan, nhìn thi thể bị chém đứt đôi của lão tổ hỏa tức tộc, hoàn toàn đứng sững ở nơi đó. Bọn họ không thể tin, không dám tin. Vương Lâm lúc này không người nào có thể ngăn cản. Toàn thân hắn xuyên qua thân thể bị chém làm đôi của lão tổ hỏa tức tộc, mang theo sắc khí ngập trời, với ánh mắt đỏ bừng bừng nhìn chăm chăm vào Vân Lạc Đại Ti, sắc mặt đang trắng bệch, lộ ra một vẻ vô cùng hoảng sợ, điên cuồng phóng tới. Tất cả những tu sĩ giới ngoại ở phía trước dường như lúc này mới có phản ứng. Trong những tiếng kêu kinh hoàng hoảng loạn chói tai, tất cả những tu sĩ ở phía trước Vương Lâm đều nhất thể lùi lại. Ngay cả những tu sĩ ở bên cạnh Vân Lạc Đại Ti lúc này sắc mặt cũng tái nhợt, không tự chủ được mà lùi lại phía sau. Trong mắt bọn họ giờ đây thì Vương Lâm giống như là một tiên ma từ hoàng tuyền đi ra vậy, mang theo sát khí ngập trời muốn hủy diệt tất cả sinh linh. Thậm chí ngay cả đến Vân Lạc Đại Thi kia cũng cuống ca cuống quýt lùi về phía sau. Cái sự sợ hãi trong mắt nàng còn nồng đậm hơn cả những người bên cạnh vô số lần. Nàng nhìn Vương Lâm ở phía trước cách 1000 trượng, trong mắt hiện lên những cảnh tượng mà nàng đã tính toán ra. Bóng lưng trong cảnh tượng đó, tất cả những thứ khiến cho nàng hoảng sợ dường như đang xảy ra với chính mình lúc này. Phong tôn vinh quang, phong tôn vinh quang, phong tôn đại đế, đại đế, đại đế. Những tiếng hô kích động từ trong miệng mấy ngàn tu sĩ kia truyền ra càng ngày càng lớn, càng ngày càng phấn khích. Cuối cùng hóa thành một thanh âm dường như vang vọng vĩnh hằng trong tinh không này. Phong tôn vinh quang, vinh quang, vinh quang. Đây mới chân chính là gầm thép, mới chân chính là vinh quang của chủ nhân phong giới. Cũng có thể nói, đây là một luồng hào khí, một sự bi tráng mà khiến cho người ta ngàn vạn lần kính nể. Vô tận tu sĩ giới ngoại xâm lấn phía trước Vương Lâm đồng loạt hoảng sợ lùi lại phía sau. Tốc độ của Vương Lâm đã đạt tới mức cực hạn, cất bước khiến cho tinh không ầm vang. Mỗi bước hạ xuống đều như khiến cả tinh không đều phải run rẩy, vang lên tiếng sấm sét kinh thiên động địa. Nhất là chiếc khai thiên phù vừa mới giết chết lão tổ hỏa tức tộc đang ở trong tay Vương Lâm kia, mơ hồ còn truyền ra những tiếng gào thét nữa. Tiếng gào thét này mang theo sát âm, mang theo một sự quyết tâm điên cuồng, hoàn toàn làm sụp đổ chiến ý của tu sĩ giới ngoại. Trận chiến này vừa mới bắt đầu, đây mới là trận đánh đầu tiên. Nhưng chỉ trận đánh mở màn này thôi, giới ngoại đã chết một tu sĩ bước thứ ba. Hắn không phải là người bị người ta dùng thủ đoạn hèn hạ để mà giết chết, cũng không phải là bị cường giả bước thứ ba Hồng Sam Tử của giới nội đánh chết, mà là bị một Vương Lâm, phong tôn của giới nội, trước mặt tu sĩ giới ngoại này, dùng một phương thức cực kỳ là rung động tâm thần, đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, dùng một búa chặt đứt. Không còn phương thức nào có thể làm cho tan rã niềm tin của dân chúng giới ngoại hơn là phương thức này nữa. Vương Lâm đã dùng lực lượng của một người để làm được điểm này, kích phát niềm tin của giới nội vào phong tôn, chính thức dương danh trong trận chiến này, cũng là một trận chiến đầu tiên chém giết. Thủy đạo tử chết đi cũng không có gì đáng nói, chỉ là giết chết một tên nô bộc mà thôi. Nhưng mà lúc này cái chết của lão tổ hỏa tức tộc lại hoàn toàn bất đồng, bởi vì đây là chiến công hiển hách, chém chết một đại tướng của đối phương trong trận chiến tranh. Đây là ánh sáng vụt lên giữa lúc mà tu sĩ Vân Hải Tinh Vực đang tử thương thảm trọng. 10 vạn tu sĩ giới ngoại bắt đầu yên lặng, lùi bước, ánh mắt nhìn Vương Lâm lộ vẻ hoảng sợ và kính nể. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả ánh mắt đồng tử mặt hàng y và tiên phi kia cũng lóe lên sáng, đồng loạt nhìn lại Vương Lâm. Tiếng cười dài của Hồng Sam Tử lúc này vang lên kinh thiên động địa. Hay lắm, ha 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 ha, phong tôn chém chết tu sĩ bước thứ ba của giới ngoại. Cuộc chiến này chúng ta không thể bại được. Trong tiếng cười, Hồng Sam Tử vung tay áo lên, hồng quang trong cơ thể lóe lên lao thẳng tới hàn y đồng tử, vây khốn chặt chẽ tu sĩ bước thứ ba này của giới ngoại lại. Nam Vân Tử lúc này cũng cười vang, ngăn cản tiên phi kia bắt đầu chiến đấu. Giống như không ai có thể ngăn cản bước chân Vương Lâm, Vương Lâm cầm lấy khai thiên phù, một đường không ngừng lao tới. Đám tu sĩ giới ngoại không ngừng lùi lại phía sau, nhưng không cản nổi tốc độ của hắn. Từ xa nhìn lại, hắn giống như là một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào trong bụng của đại quân tu sĩ giới ngoại,
thế như trẻ tre, lao thẳng về phía trước. Tiếng ầm vang quanh quẩn chưa tan lại nổi lên. Sắc mặt Vân Lạc Đại Thi vô cùng tái nhợt, theo tiềm thức mà lùi lại phía sau, tay phải bắt quyết muốn tính ra một con đường sinh cơ. Bàn tay phải hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng mà bấm quyết liên tục. Ngăn hắn lại. Vân Lạc Đại Ti vừa lùi lại, trong lần đầu tiên trong trận đánh này thì phát ra một tiếng nói cao vút. Tiếng nói này lộ vẻ hoảng sợ vô cùng, thanh âm vì sợ hãi mà đã lạc cả giọng. Lại nói thì rất nhiều tu sĩ bước thứ ba đánh với cả Hồng Sam Tử đều bị hắn ngăn cản, nhưng Hàn Y đồng tử kia có thần thông tương xứng. Lúc này tay phải của Hàn Y đồng tử vung lên một cái, một mảng khí băng hàn ầm ầm mà trực tiếp tràn ra, lan tới Lam Chiếu thượng nhân, đánh văng hắn ra khỏi thần thông của Hồng Sam Tử. Giết Phong Tôn đi. Rất nhiều tu sĩ bước thứ ba đánh với cả Hồng Sam Tử đều bị hắn ngăn cản, nhưng Hàn Y đồng tử kia có thần thông tương xứng. Lúc này tay phải giơ lên, liền có một mảng khí băng hàn ầm ầm tràn ra, trực tiếp lan tới Nam Chiếu thượng nhân, đánh văng hắn ra khỏi thần thông của Hồng Sam Tử. Đi giết Phong Tôn kia đi. Hàn Y đồng tử gầm nhẹ một tiếng kinh thiên, hóa thành tiếng chấn động ầm ầm lan ra. Hắn lúc này đã nhận thấy tâm thần cư dân giới ngoại đang chấn động, bị cảnh tượng vừa rồi làm tan rã lòng tham chiến ý, nảy sinh ý niệm sợ hãi. Loại chuyện này là chuyện chí mạng, giống trong đại chiến, quyết không thể tiếp tục kéo dài. Nếu thật sự như vậy thì Vương Lâm đánh thẳng vào trong đại quân, giết chết Vân Lạc Đại Ti nữa, thì trận chiến này ngoại giới cho dù có thắng thì trên thực tế cũng đã là đã bại. Chuyện này Hàn Y đồng tử thấy giải quyết rất dễ thôi, chỉ cần giết chết tên Vương Lâm kia là xong. Hắn không chỉ đánh văng Nam Chiếu thượng nhân ra, mà còn đánh văng cả một tu sĩ bước thứ ba từ trong đợt đại quân thứ hai cũng chạy tới đây nữa. Đây là một người đến từ Bạch Lạc tộc của giới ngoại. Hắn là một lão già mặc lam bào. Lúc này sau khi mà được đánh văng ra thì thân thể liền nhoáng lên, cùng với cả Nam Chiếu thượng nhân lao thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ Nam Chiếu thượng nhân kia cũng vượt xa lão già mặc lam bào. Trong nháy mắt khi mà bị đánh văng ra, liền hóa thành một đạo hắc mang, mang theo sát niệm nồng đậm, lao thẳng tới Vương Lâm. Giờ phút này đây thì Vương Lâm đang lao đi trong đại quân. Những kẻ phía trước không kịp tránh, hư hỏa trong cơ thể liền thiêu đốt, thân thể sụp đổ trong tiếng kêu thảm thiết. Khoảng cách giữa Vương Lâm và Vân Lạc Đại Ti không còn tới 500 trượng, 400 trượng, 300 trượng, rồi 200 trượng. Ngay lúc khoảng cách chỉ còn 200 trượng nữa, thì Nam Chiếu thượng nhân bất ngờ hiện ra ở phía sau Vương Lâm. Lúc này vẻ mặt của lão ta âm trầm, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, tay phải giơ lên có khói độc năm màu biến ảo hiện ra. Khói độc năm màu này chính là độc tố bổn mạng của Nam Chiếu thượng nhân, do hắn thu thập luyện hóa cả vạn năm, trở thành bảo vật bất hủ quán, đủ để sánh với cả độc công của Đại Hoang thượng nhân trước kia. Vương Lâm tiểu bối, cuộc chiến này phải kết thúc thôi. Ánh mắt Nam Chiếu thượng nhân lóe lên hàn quang, cất bước liền vung tay phải chụp về phía trước một cái. Khoảng cách của lão tới Vương Lâm hơn trăm trượng. Lúc này một chảo đánh ra kia liền khiến cho khói độc năm màu phát ra tiếng gào thét kinh thiên, từ phía sau bảo bọc phát lao tới. Từ xa nhìn lại giống như là năm vòi rồng lao thẳng vào trong tinh không vô tận. Trong tiếng ầm vang vọng khắp tinh không, một chảo của Nam Chiếu thượng nhân kia đánh ra, khiến năm cái vòi rồng này vọt về phía trước áp sát vào Vương Lâm. Ngay trong nháy mắt này, Vương Lâm đang phóng người tới liền xoay vụt lại, hai mắt đỏ bừng bừng, sát khí tràn ngập. Giờ phút này đây, ai dám ngăn cản bước chân của hắn, hắn sẽ giết chết kẻ đó.